cái đó thì giá thị trường anh em xem rất là đẹp nha quý anh em. Ở trong cây VIP của nhà vườn Đức Khê để biết cho mình có nhà ý sở hữu những cái tác phẩm VIP này. Alo về số điện thoại của Đức Khê, nhà vườn lớn của Phú Yên nha. Cây thành phẩm, cây siêu phẩm anh em, cây siêu phẩm thì alo mấy cây này dễ chúng mình xứ còn 6-700 cây không biết em. Nhìn thấy nhau với nè, trời không ghép đâu, nhiều vườn lớn này ta chơi phải không ghép luôn với nè. Cái sam hàng VIP của nhà vườn Đức Khê, một trong những nhà vườn lớn của Phú Yên. Đây là sam trái, sam trái nha quý nè. Đây là cây sam hoa, sam hoa đây cũng là sam hoa luôn quý nè, hàng đầy đầu hết, sam hoa hết. Đây. Còn cây này là cây hải châu, cây bướm, mình ghép cây hải châu dòng lá rí đấy nhỏ, hàng lớn ghép chơi. Đây có những cái tác phẩm rất là đẹp, ví dụ như tác phẩm này dòng là dòng lá xoắn, à châu lá thúy hoặc là lá nhỏ dòng xoắn rất là đẹp. Cái này lũa này bên em, ai nói không chơi lũa đâu bên em, rất là nghệ thuật bên em. Lũa là phải là lũa thép mới chơi, lũa lũa thép mới chơi. Cái nhà vườn rất là lớn luôn. Review cái tác phẩm rất là đẹp, cây trồng đây là cây sam trái, đẹp quá nè, trái nhà vườn Đức Khê. Cây sam này sam cổ nha quý nè, rất là mắc. Cây này toàn là 80-90 triệu, cái cả trăm mấy triệu một cây không nha quý nè. Đó anh em có thể thấy số điện thoại cho màn hình, anh em cần liên hệ về số điện thoại màn hình. Cây đổ, cây này thì cây hải châu lá trung là một trái, nó có cái ưu điểm và nhược điểm của nó thì mình cũng có phân tích trên YouTube rồi. Hôm nay mình sẽ đến mình thăm mấy cái tác phẩm về cây đầm môn lá trung. Đây cũng là cây sâm đỏ của nhà vườn Đức Khê, rất đẹp cái này. Mấy cái tác phẩm chính để ta điểm tới để ta tại khu thương mại chừng lại. Đây mình giới thiệu với anh em, đây đây là chủ vườn nha. Đây là kênh Bonsai VN giới thiệu với anh em, đây là người em. Thì anh em cần giao lưu cây liên hệ về em, nó số điện thoại. Đọc số điện thoại đi em ơi. Dạ 034 331 6364. Chuyên về hải châu và sâm trái, các cái cây của miền Trung với anh em. Đây là một số cái tác phẩm chính, anh em cần thì liên hệ về Zalo với anh em. Người về Zalo. Đây là mấy cái nhà, đây là mấy cái nhà vườn bán. Những cái cây của em những cái tác phẩm. Cây bao nhiêu, khoảng bao nhiêu? Cây đây thì mình mới biết giá luôn. Cây này thì nó 600 triệu. 600 triệu. Cây này 600 nha quý anh em. Một cái tác phẩm đây là gọi là giá tại thời điểm hiện tại nha quý anh em, còn sau này thì giá kệ nó khác đấy. Đúng gì? Giá là giá tờ báo tại thời điểm hiện tại, thì anh em muốn cần cái bút riêng. Không phải cây nó cây một cây không phải cây dưới lại đâu. Được chưa? Mình biết thì mình phân tích cho nó bài bản. 35 triệu là tại cái giá của cái hội chợ này, nhưng anh em chưa tính tiền đóng phí ship là tính riêng nha. Đó, nên mình cần alo nha, nhà vườn Đức Khê. Có số điện thoại Zalo luôn. Rất là đẹp, nhiều cái cây tác phẩm mà sẽ đi quay review thêm.